Ngày 22 tháng 2, tin từ Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1979, ngụ khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 19 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi trên. Như báo Người Lao Động đã thông tin, từ chiều tối ngày 16 tháng 2, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ trung tuổi bị còng tay đến cạnh một tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Người này chửi bới, buông những lời nói thô tục, nhục mạ lực lượng cảnh sát giao thông. Trong đoạn clip dài hơn 10 phút, người phụ nữ trung tuổi này luôn miệng văng tục, lăng mạ nhiều cán bộ cảnh sát giao thông. Thậm chí người này còn dùng thân thể của mình cố tình đụng chạm vào người các chiến sĩ công an. Sau khi đoạn clip trên được đăng phát, đã nhận được những chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội. Ai cũng bất bình trước hành động thô lỗ, coi thường pháp luật của người phụ nữ. Theo báo cáo từ Công an huyện Bá Thước, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16 tháng 2, tại quốc lộ 217, tổ công tác cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Bá Thước có 6 người do đại úy Bùi Tuấn Quý làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước. Lúc này, tổ công tác phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Lờ, sinh năm 1998, ngụ khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, điều khiển xe máy có hành vi không đội mũ bảo hiểm và bị tổ công tác lập biên bản. Bất ngờ, Nguyễn Thị Ngân, tên thường gọi là Ngân Gà, là mẹ chồng của chị L, đến xin xỏ nhưng không được nên đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới những người đang làm nhiệm vụ. Mặc dù tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nhưng bà Ngân không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới lăng mạ, cố tình đụng chạm thân thể cảnh sát giao thông nên buộc tổ công tác khống chế còng tay. Ngoài khởi tố bị can, bắt tạm giam, Công an huyện Bá Thước đang tiếp tục củng cố tài liệu điều tra, làm rõ hành vi làm nhục người khác và cố ý làm hư hỏng tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.